Nếu các con thỏa mãn cha mẹ các em trong gia đình là gốc, thì các con về, các con sẽ tràn đầy niềm vui vì tất cả mọi người sẽ gì? Chào đón và vui vẻ. Nếu các con coi cái việc mà thỏa mãn mình là gốc, thì khi con bước chân về, thì đó là một áp lực với mọi người và con bị cô lập trong một cái tập thể. Chương trình CVG Boss, huấn luyện trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc. Nếu đây là mình, đây là người ta, thì khi các con tiếp xúc với một người, thì giữa cái việc thỏa mãn mình và thỏa mãn người ta, cái gì là quan trọng? Thỏa mãn mình hay thỏa mãn người ta, cái gì quan trọng hơn theo con trai? Vậy nếu coi người ta là gốc, thì cuộc sống của mình sẽ được gì? Vui. Nhưng nếu coi mình là gốc thì cuộc sống của mình sẽ bị cô lập. Ở đây không đúng, không sai, mà quyền lựa chọn là của các con. Nếu các con thỏa mãn cha mẹ các em trong gia đình là gốc, thì các con về, các con sẽ tràn đầy niềm vui vì tất cả mọi người sẽ gì? Chào đón và vui vẻ. Nếu các con coi cái việc mà thỏa mãn mình là gốc, thì khi con bước chân về, thì đó là một áp lực với mọi người và con bị cô lập trong một cái tập thể. Đấy là trong gia đình là mọi người còn thương yêu nhau, chứ còn ra ngoài xã hội là các con bị cô lập ngay lập tức. Vậy cái tâm thế mà vào làm thì bây giờ chúng ta từ cái tư tưởng này. Nhưng mà nếu con muốn coi người ta là gốc, thế thì con cứ ngồi con nghĩ coi người ta là gốc thì có được không? Không. Mà vì vậy lòng người đi đến được lòng người là thông qua gì? Pháp. Pháp ở đây là gì? Muốn thể hiện tình yêu có ngồi thề thốt không được không? Pháp ở đây là gì? Quà tặng này, là hoa hồng này, là vé đi xem phim này, là tiền cả trả tiền cà phê này. Có phải thế không? Vậy lòng người đến lòng người phải thông qua gì? Pháp. Thầy nhắc cho các con hiểu. Vậy để thể hiện tình yêu với cha mẹ mình, người nào không nghĩ ra được pháp thể hiện thì người đó chỉ là yêu ở gì? Trong suy nghĩ mà thôi. Vậy tình yêu nó phải đến thông qua gì? Thông qua pháp. Đó là lý do mà chúng ta phải xuống trần gian để tập dùng pháp. Đoạn này có hiểu không vậy? Như vậy có 3 cái thành phần trong một cuộc giao tiếp. 1. Lòng mình. 2. Lòng họ. 3. Pháp ta dùng. Vậy cái gì số 1 ạ? Lòng họ. 2. Pháp hay lòng mình? 2 là pháp, rồi 3 mới đến lòng mình. Có phải việc đầu tiên muốn khuất phục một cô gái, hiểu được lòng cô gái không? Xong việc thứ hai với chuẩn bị quà phù hợp với cô gái không? Quà gọi là gì? Pháp. Xong cuối cùng mới được hôn không? Hiểu không? Còn không quà tặng, không hiểu biết, vít cổ xuống hôn, thì chuyện gì xảy ra? Đi trồng răng. Đúng rồi. Hiểu chưa? Vậy. Khi vào doanh nghiệp thì cũng tương ứng như vậy. Vậy khi vào doanh nghiệp thì giả sử đây là mình,
À, giả sử mình tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thì bên dưới này là khách hàng, bên trên mình là ông gì? Sếp trực gì? Sếp trực tiếp. Nếu mình làm nhân viên. Và bên trên ông sếp trực tiếp thì là ông gì? Lãnh đạo. Rồi. Bây giờ cho thầy hỏi. Trong ba ông này khi các con đi làm, thầy đang dạy về tâm thế vào làm việc nhé. Trong ba ông này, một là khách hàng. Thầy xin lỗi, xung quanh mình là đồng nghiệp. Đây là sếp trực tiếp. Đây 1, 2, 3 và 4. Theo các con, đối tượng nào quan trọng nhất với các con? Một, hai, ba, hai, một. Thầy nhắc lại nhé. Sự thật, sự giàu có và thành công đến từ lựa chọn chứ không phải đến từ nỗ lực. Tức là giữa yêu một cô gái thì tán cô gái hay tán mẹ cô gái, mà biết cách ra đòn nó tạo ra một kết quả hoàn toàn khác nhau. Có hiểu không nhỉ? Đấy. Đánh nhau đấm túi bụi với đấm vào huyệt nó tạo ra kết quả hoàn toàn khác nhau. À, vậy thì 1, 2, 3 và 4, cái nào là cái quan trọng nhất? Hỡi các thanh niên, con trai, cái gì quan trọng nhất? Khách hàng quan trọng nhất. Ai đồng ý khách hàng quan trọng nhất, giơ tay. Cực chuẩn. Người nào coi khách hàng quan trọng nhất thì người đó đi đến đâu trong công ty, người này cũng có giá gì? Giá trị. Nếu thầy giáo mà không coi các con quan trọng nhất, mà thầy giáo lại coi cái người quản thầy giáo là quan trọng nhất, thì rõ ràng không bao giờ người thầy giáo ấy tồn tại trong môi trường được, bởi các con không hài lòng. Vậy nhiệm vụ của chúng ta nếu làm nhân viên thì chúng ta phải đến thỏa mãn gì? Thỏa mãn khách gì? Khách hàng. Chính vì thỏa mãn khách hàng nên khách hàng mới trả gì? Trả tiền về cho công ty, cho nên công ty mới mang tiền để chia cho gì? Các bên, đúng không? Có đúng là như vậy không? À, vậy coi khách hàng là quan trọng nhất. Vậy thầy hỏi, nếu những người khách hàng mình phục vụ tốt cho họ, nếu những người khách hàng mình phục vụ tốt cho họ và họ rất hài lòng với cái việc mình phục vụ, nhưng trong khi đó có rất nhiều khách hàng khác kêu là công ty mình không uy tín, thì các con sẽ phản ứng thế nào? Đây nhá, mình chỉ là một nhân viên cho nên mình chỉ phục vụ được 10 khách hàng thôi. Nhưng trong khi đó các sale khác họ cũng phục vụ 10 khách hàng, nhưng rất nhiều khách hàng phản hồi trên page của công ty là họ được phục vụ rất tệ. Chỉ có 10 người khách mà các con phục vụ rất tốt, thì lúc bấy giờ cái tinh thần của mình có nao núng không? Có tiêu cực không? Hả? Có nao núng, có tiêu cực không? À, bây giờ về mặt lý thuyết thì phần lớn là không tiêu cực. Nhưng sự thật, 100% các thanh niên yếu sinh lý đều bị tiêu cực. Tức là trẻ con, như các con bây giờ nó non lắm, nó dễ bị nhồi sọ những cái thứ tiêu cực. À, vậy thì mình đến đây, việc của mình là phục vụ 10 khách hàng, và 10 khách hàng này hạnh gì? Hạnh phúc. Và khi mình làm cho khách hàng cạnh hạnh phúc thì công ty trả tiền cho mình, trả lương cho mình đầy đủ, thì mọi thứ tiêu cực khác có ý nghĩa gì không? Thì linh hồn của mình trở thành linh hồn kim cương. Nhưng phần lớn là linh hồn của các con là bị gì ạ? Bám chấp. Tức là ông này phục vụ khách hàng không tốt, ông này phục vụ khách hàng tốt, đến tháng làm tốt, có lương đầy đủ, lương tốt đàng hoàng, nhưng vì ba thằng này nó kêu là công ty mình không tốt, mà không tốt là do ba thằng này tạo ra,
Nhưng khi nó kêu là công ty mình không tốt mà thằng này đang tốt, mà tự nhiên thằng này lại gì? Bị ảnh hưởng tiêu cực. Vậy thì thằng này là thằng tốt hay thằng dốt? Thằng dốt chứ. Đoạn này có hiểu các con nhỉ? Vậy nhiệm vụ của chúng ta đến phục vụ công ty, phục vụ khách hàng của công ty. Và nếu khách hàng hạnh phúc và công ty trả tiền cho mình đầy đủ thì mọi thông tin khác còn quan trọng nữa không? Nhưng các con bị gì ạ? Các khách hàng tiêu cực ở nhóm khác họ kêu, các con bị tiêu cực lây. Các con bị một vài đồng nghiệp nó làm việc tệ, nó phàn nàn về công ty tệ, các con bị lây. Lây ngay lập tức. Rồi bên trên có một vài ông nói công ty mình sắp phá sản, có bị nao núng không? Hả? Đấy, có nản lại ngu tiếp. Từ sắp yêu được đến yêu được có khi rất xa, có phải không? Vậy bất cứ ai họ tung một cái tin là công ty mình sắp phá sản và mình không tập trung làm việc nữa thì sự thật cuộc đời mình mới phá sản. Vậy xấu nhất công ty phá sản thì cái thứ mình mất là gì? Mất một tháng lương cuối. Có đúng không vậy? Nhưng nếu không phá sản thì cái mình mất là mất một công việc. Vậy thì phần lớn khi bắt đầu các con đi làm thì đều bị dính mắc các thông tin tiêu cực. Hiểu cái này không? Hiểu cái này không? Rồi, thầy xin một tràng pháo tay. Vậy sự thật là, tóm lại, nếu công ty bán sản phẩm tốt, mình đi bán hàng, khách hàng của mình vui vẻ, họ trả tiền, và công ty đã trả lương cho mình đầy đủ, tóm lại, thì bất cứ cái gì thông tin xấu về công ty, xấu về người nọ, xấu về người kia để ra khỏi đầu. Đó là những người cần có tố chất đầu tiên, đó là tố chất của người thành công nằm ở đấy, chứ không phải là học giỏi. Chương trình CVG Boss, huấn luyện trở thành doanh nhân thành công và hạnh phúc.